chưa đâu bắt đầu nữa, chuẩn bị. Chìm đó mà xuống ngon lắm á, mà đừng giờ đừng có xe cày được, sợ có xe lớn đi qua. Đủ có xe lớn đi qua rồi sao? Đó đó đủ quá. Đó, các bạn thấy chưa, nhìn nó xuống thấy sướng không? Đó đánh ngoài đường rất là ghét các bạn. Các bạn coi này, đánh ngoài đường á, nó xe nó cứ thế này nó chạy qua cái là chim nó bay như xe máy là bình thường rồi. Bây giờ có bắt đầu nhiều xe lớn đó, nó đi qua, đó bắt đầu nó được nó đó như xe này đu đó nó đi là thôi á. Bắt đầu được đội mời quân một tí sẽ chặn xe. Những cái này là qua là chim bay hết trơn. Đó, rồi trên cây không còn đắt đắt chút chim nào nữa. Đó, các bạn thấy bực mình chưa? Đó, nhưng mà không sao, tí nó sẽ bay về. Đó, 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 đó. Vô, vô, vô. Alo, nghe à? Nghe, nghe nè. 254 Dương Đình Hội anh ơi. 254 rồi. Dạ, dạ, dạ. À rồi rồi, anh đợi em xíu, anh đợi em xíu nha. Rồi chuẩn bị lấy lòng bỏ anh Phong ơi. Chuẩn bị lấy lòng bỏ thôi. Lên, vô, đù. Keo dính sướng không, dính không bị rớt đó các bạn. Đó, nếu như các bạn mà mua mấy keo ngoài chợ mà không biết về là như thế này là rất khét. Bạn thấy keo của Chí không, dính con nào chắc không đó không. Vô, vô. Rồi, chỉ còn rất rất có chú nữa thôi. Nhưng mà từ từ nó cũng sẽ về ra đó. À, Chí đây ạ. À. Hả, anh nói sao? Anh nói sao à? Alo? Ờ, cái đó chưa gọi qua anh, em đang bẫy chim chút nha. đang hấp dẫn chút ha. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, ok. Rồi, cho thêm chim thôi. Đó các bạn. Rồi, ok, thế thôi chim.